tự nhiên nghe nó nhức đầu, nghe được Nam mô Uttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, kệ bài kinh số 6. Xin quý vị thông cảm, tại vì ông quá. Chỉ cha vì cha ti đắng kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng và Nam mô Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ chư đại đức tăng, quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc và kệ cả pháp cú số 143. Hí rí ni se tho buriso ko silo ka min vi cha ti yo nit đăng áp po Teti Aso Phá Rồ Cà Sa Bi Quả. Thật khó tìm ở đời người biết thản, tự chế, biết tránh né, chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Và cái đó là của Thượng Tọa Thích Minh Châu. Hiếm thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự khiêm, biết khổ thạng thoát chê dèm, như con tuấn mã tài hiền tránh roi. Và đó là bộ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Hì ri xê thô bù ri xôn cô chi lô khâm mình quy cha ti yon đi tăng pa po thê ti a so pa ro ka sa mi quang hi ri se tho bu ri so cô ri lô khâm mình quy cha ti
Yoni dana papo thê ti am so tha ro ka sa mi yang. Hê ri ni se tho pu ri so ko si lo kam mi vi cha ti. Yoni dan am papo thê ti aso pato can sami wan. Thật khó tìm ở đời người biết thản tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Dạ bằng dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hiểm thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự khiêm, biết khổ thản thoát chế dèm như con tuấn mã tài hiền tránh roi. Và dạ, đó là bộ thơ Tuần Tẩy Đức. Và dạ, kính mời vị kế tiếp. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn cô Tiểu Duyên. Sa thố chị Lạc Lê, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thamachari, kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Cảm ơn Sis Ái Minh, Boss Bài. Con xin kính đọc câu pháp cú số 143. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo kas min vich cha ti yo ni đăng Appa bồ thề ti át sô phát rô ca sa mi quá. Hi ri ni se thô pu ri sô cô chi lô ca sman vích cha ti yô ni đăng Appa bồ thề ti át sô phát rô ca sa mi quá. Hi ri ni se thô pu ri sô cô chi lô ca sman vích cha ti yo ni đằng a pa bồ thề ti a so pha tro ca sa mi quá. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo ca min Vichati yonit dang apa bồ thề ti aso pha tro ca sa mi quá. Hiếm thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự khiêm, biết hổ thẹn thoát chê dèm như con tuấn mã tại hiền tránh roi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sis Ái Minh. Chị, sa thú lành thầy, kính cảm ơn chị. Cảm ơn chị Đặng Đông, cảm ơn chị Trần Đạo và con kính tri ân cô Tuệ Duyên cho biết rõ âm thanh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức Tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép được trải bài câu pháp cú số 143. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo kasmin vichati yo nit dang appa bo the ti aso phatro kasa mi wa. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo kasmin vichati yo nin đăng a ba bo the ti aso phatro kasa mi wa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hi ri ni se tho pu ri so
Koi chi lo kas nin gwin cha ti Nyo nin dang ngā pa po thi ti Aso phat ro kasa mi wa Hiri ni se tho buri so Cô chỉ lô cách niên quý cha tí dù nít đằng áp bá bồ thề tí át sô phát rô cách phàm như quá. Nhưng thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự khiêm, biết hổ thẹn, thoát chê dèm như con tuấn mã tài hiền tránh roi. Hổ thơ của Hòa Thượng Quế Đức. Dạ em kính mời chị Trần Đào tiếp theo ạ. Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn Sư Đại Minh và cô tu nữ Tệ Duyên cho biết tín hiệu nghe rõ. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ với cô tu nữ. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 143 ạ. Hì ri ni se thọ bù ri so Cô chi lô ca sbìm vi cha ti Yô nít đăng a bà bô thê ti A sô ba thô ca sa mi wa Hê ri ni se thô bù ri sô Cô chi lô ca sbìm vi cha ti Yo nít đăng a bà bồ thề ti a so ba thô ca sa mi wa thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu Hì ri ni se thô bu ri so Khô chi lô ca sbìm vip cha ti Yô nít đăng a bà bô thê ti A sô ba thô ca sa mi wa Hiếm thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự khiêm biết hổ thẹn thoát chê dèm như con tuấn mã tài hiền tránh đôi đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức và dạ, con đã kể xong con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ dạ sa thu kính cảm ơn Trần Đạo dạ cảm ơn Xích Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và dạ, cảm ơn Xích Trần Đào cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, mến chào Xích Hoa Nguyệt, kính chào Ubasika, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, dạ, kính chào những vị dồi dào đạo tràng. Nhà Nhật Quỳnh, con cũng thành kính đảnh lễ chi tôn đức vừa nhận quan tâm vào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Hai, dạ. Rạng Đông kể rồi phải không Rạng Đông? Dạ, còn vị nào? Ubasika hả? Dạ, sao ai mà chào nghe quen quá. Dạ, không biết có rượu cũ mà bình. Cảm ơn Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh xin lỗi cô Tệ Duyên nha. Dạ Nhật Quỳnh mời cô lên xong rồi Nhật Quỳnh giờ dạ, phải chạy ra ngoài nên là không có tặng hoa cho cô cũng như Nhật Quỳnh không có tặng hoa cho những vị mà lên kệ kinh rất là hoan hỷ khi nghe những vị lên kệ kinh. Dạ cô hoan hỷ cho Nhật Quỳnh nha. Dạ. Nam Mô Bích Hai giá. Dạ con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 143. Rạng Đông nhà ngó giùm nha Nhật Quỳnh lúc Nhật Quỳnh ôn bài ngó giùm coi coi đại đức huy niệm có vào không nha bạn chết Rạng Đông dạ dạ giúp giùm Nhật Quỳnh nha dạ xin
Dạ Như Quỳnh xin ông bài và cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ. Hi ri ni sa tho bu di sa ko chi lo ka min pit chat ti yo nin đăng áp ba bồ thề ti a sa pha tro ka sa mi wa. Hi ri ni sa tho bu di sa ko chi lo ka min pit chat ti yo nên đăng áp bát bồ thề ti a sơ phạt trơ ca sa mi wa hi ri sa thơ u đi sơ cơ chi lộ ca miền quyết chất ti dơ nên đăng áp bát bồ thề ti a sơ phạt trơ ca sa mi wa. Thật khó tìm ở đời những người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Dạ, đây là bản chuyển ngữ ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Hì ri ni se thờ bu ri so co chi lo cát mình quyết cha ti giờ nin đăng a bà bồ thề ti a sơ phát rô ca sa mi hoa hì ri ni se thờ bi Puri so ko chi lo ka mình qua cha ti giờ nên đăng a bà bồ thề ti a so phát ro ka sa mi wa hi ri ni se tho puri so ko chi lo ka mình biết cha ti giờ nên đăng a bà bồ thề ti a sơ phát rô cà sa mi hoa. Hiếm thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự kim, biết hổ thẹn thóc che dèm như con tướng mã, tài hiền tránh roi. Dạ đây là bản hậu thơ của ngài Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư công đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng và kính chào IQ em đó, kính chào tam quý giờ giao đạo tràng. Nhật Quỳnh thấy có Rạng Đông ở trước máy. Rạng Đông ơi, đỡ mít giùm Nhật Quỳnh một chút xíu đi. Nhật Quỳnh chưa có thấy lại Đức Huy Niệm, để Nhật Quỳnh điện thoại coi sư có vào được không, có bắt máy không. Rạng Đông giúp giùm Nhật Quỳnh đi. Dạ, hay là mình mời cô Tệ Duyên thỉnh pháp sư trong khi chờ đợi không? À, đạo tràng nghĩ sao? Dạ, Tệ Duyên nghĩ sao? Hay là mình, dạ, mình thỉnh cô Tệ, mời cô Tệ Duyên nha. Dạ, vậy thôi Nhật Quỳnh kính mời cô Tệ Duyên. Dạ, cô Tệ Duyên có thể thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Hãy cô mà thấy đại đức vi niệm vào thì cô rút ngắn lại, mà cô thấy chưa có sư vào thì cô kéo dài ra. Dạ, nó một tha giá. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, sa thu kính cảm ơn sư Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Xuân Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lãnh lễ quý bà quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Rí và kính chào tất cả quý Phật tử. Dạ, để theo lời Nhật Quỳnh vừa nói thì tự nhiên cũng xin cung thỉnh pháp sư. Và bây giờ là giờ trang nghiêm thanh tịnh, kính mời quý Phật tử cùng tự nhiên cung thỉnh pháp sư. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Rammācālokāthibhati sahampati katañcāli antivaraṁ ayacchathā santi thasattabbaracchakacchatika
đề xê tu tham măng an hu cam đi măng ba chăng sàn tham ma phê rìm bì na dân cha ca dân sô tánh cha bàn thăng áp đi tham ma chăn măng cô ta dân tô cha tu sát cha đăng đăng bà bố ta này về bát sang nhà mất chê ê quăng xa hâm ba thì rầm na và gà quan tăng a già cha tha tùng hi pha quê na tăng bút thô ca dun nghe na thi và xa già tăng na u tha già pa đề na mi ga đa giang ta tô ga tô bàn cha quát nha ni đề sê si an đa đăng áp tha sinh tha đăng đề na sa thu ai vô phản tê đề sê tu tham ma đề sa năng sập bà di tha bà đi xa gia anu cam bằng bi cà ta quê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lô mọc đang nhờ ánh sáng trổ qua đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vân ngậm ngùi khấn khoản phật nhận lời những chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dài đời nhắm vườn lộc gia ngại dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn cử bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tôi mê cầu đặng trí tri vẹn toàn nhận năm mô bức thầy ạ. Dạ con đã vừa cung thỉnh pháp sư xong thì bây giờ con thấy tín hiệu của đại đức Huy Niệm. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh đại đức Huy Niệm từ bi hoan hỷ quan lên pháp tọa để giảng cho chúng con bài học hôm nay. Dạ con kính nhân đức tín sư. Dạ kính thưa lễ đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học Thiện Ngôn Pháp Cú số 144. Và cũng như thường lệ, trước khi bắt đầu vào phần từ vựng, quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo tóm tắt. Chúng con đem bất lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán chánh đẳng giác
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng và công năng ứng tượng đưa đến để cho những ai có lòng tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm đỡ đức tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước duyên của chư thiên và loài người. Chúng con xin lập lễ ba ngôi cao quý. Ở đây kệ ngôn pháp cú số 144 này được Đức Phật ngày giảng như sau: Aso yatha pharo kasa nivitho atapino sangvegino pavatha sattaya silena cha viriye na cha samathina thamma vinicchaye na cha sampanna vicha charana patisata chahi sattha dukkha midang anapakam. Lần thứ hai: Aso yatha pharo kasa nivitho atapino sangvegino pavatha sattaya silena cha viriye na cha samathina thamma vinicchaye na cha sampanna vicha charana patisata chahi sattha dukkha midang anapakam. Sư đọc lại lần cuối cùng: Aso yatha pharo kasa nivitho atapino sangvegino pavatha sattaya sile nacha viriye nacha samathina thamma vinicchaye nacha sampanna vicha charana patisata chahi sattha dukkha midang anapakam. Ở đây đầu tiên chúng ta có đoạn là Aso yatha pharo kasa nivitho atapino sangvegino pavatha. Đầu tiên mình có nhóm từ là kasa nivitho. Trong nhóm từ này gồm có danh từ nữ tính là kasa. Kasa có nghĩa là roi, cây roi. Nivitha là một quá khứ phân từ. Nivitha có nghĩa là đã được chạm vào. Như vậy thì nhóm từ kasa nivitha này đã được chia theo chủ các số ít, cho nên trở thành là kasa nivitho, có nghĩa là được điều khiển bằng roi. Được điều khiển bằng roi. Kế đến mình có một danh tính từ là atapi. Ở đây được chia theo chủ các số nhiều, trở thành là atapino. Atapino có nghĩa là có sự nhiệt tâm. Chúng ta lại có một danh tính từ kế tiếp nữa là sangvegi, được chia theo chủ các số nhiều, cho nên trở thành là sangvegino. Sangvegino có nghĩa là có sự hăng hái. Có sự hăng hái. Atapino là có sự nhiệt tâm. Sangvegino có nghĩa là có sự hăng hái. Rồi, pavatha, động từ này có nghĩa là Aso yatha pharo kasa nivitho atapino sangvegino pavatha, giống như ngựa hiền đã được điều khiển bởi cây roi.
Các ngươi hãy có sự nhiệt tâm, hãy có sự hăng hái. Hãy có nhiệt tâm và hãy có sự hăng hái. Rồi. Tiếp theo là toàn bộ đoạn còn lại. Sathaya sile na cha viriye na cha samathina dhamma vinicchaye na cha sampanna vicha charana patisata chahi sattha dukkha midang anapakan. Sattha, danh từ này có nghĩa là niềm tin, lòng tin. Ở đây được chia theo sử dụng cách cho nên là Sathaya. Sathaya có nghĩa là với tính hay là với niềm tin. Rồi kế đến mình có Silena. Silena có nghĩa là với giới hạn. Cũng giống như từ ở trên là Sattha được chia theo sử dụng cách luôn. Sila là giới hạn, Silena là với giới hạn. Rồi kế tiếp mình có Viriyena, cũng là một danh từ trung tánh đã được chia theo sử dụng cách số ít. Viriyena là với tinh tấn, bằng với sự tinh tấn. Rồi tiếp đến mình lại có Samathina. Samathina có nghĩa là với sự định tĩnh, với sự định tĩnh. Rồi, mình có từ kế tiếp trong đoạn này là nhóm từ Dhamma Vinicchayena. Dhamma Vinicchayena có nghĩa là với sự thẩm định, thẩm xét về pháp. Nghĩa là các pháp đó, quý vị. Với sự thẩm định về pháp. Rồi chúng ta lại tiếp tục có một cái nhóm từ Sampanna Vichacharana. Sampanna Vichacharana, nhóm từ này có nghĩa là có minh hạnh đầy đủ, có minh hạnh đầy đủ. Patisata. Patisata tính từ này có nghĩa là có niệm. Có niệm, có tỉnh giác. Có niệm, có tỉnh giác. Chahisattha, đây là một động từ. Chahisattha có nghĩa là hãy từ bỏ hay là hãy dứt bỏ, hãy từ bỏ hay là hãy dứt bỏ. Đúc khăn. Danh từ đúc khá đây đã được chia theo đối cách số ít. Đúc khăn có nghĩa là đau khổ.
Rồi, cuối cùng mình có tính từ là Anapa. Anapa căn có nghĩa là to lớn. Cái chữ, cái tính từ Apaka có nghĩa là ít, nhưng mà nó có tiếp tục ngữ là anh, là không. Không ít có nghĩa là nhiều, là to lớn. Rồi, như thế thì ở đây toàn bộ kệ ngôn là Aso yatha faro kasa nivito atapino sangvegino phavatha sattaya siddhe nachat viriye nachat samathina thamma vinicca ye nachat sampanna vicca charana patisata chahi satha dukkha midang anap. Giống như là con ngựa hiền được điều khiển bởi cây roi, các người hãy có sự nhiệt tâm năng nổ với lòng tin, giới, tinh tấn, định tĩnh và sự thẩm định về pháp, có minh hạnh đầy đủ, có niệm, hãy dứt bỏ những khổ đau không phải là nhỏ nhoi này. Rồi, ở đây Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài dịch theo kệ ngôn như sau: như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín, giới, tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ, chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. À, đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như vậy là chúng ta đã xong phần từ vựng. À, cảm ơn cô Ái Minh đã post từ vựng rất là nhanh. Thưa quý vị, kệ ngôn pháp cú này cũng cùng một duyên sự với kệ ngôn pháp cú số 143, tức là ở trong một cái hoàn cảnh mà Đức Phật ngày giảng về hai kệ ngôn cú. Thì lúc bấy giờ khi bậc đạo sư ngài ngự tại Chetavana Vihara có đề cập đến trưởng lão Vidotika, tức là khi xuất thân ngày xưa, có một hôm ngài Ananda ngài gặp được một cái cậu bé với cái y phục rách rưới, tay cầm một cái chén ăn xin, cho nên ngài đã đến hỏi và đứa bé xem có muốn xuất gia hay không. Thì sau khi cái sự đồng thuận của cậu bé khố rách đó, thì ngài Ananda đã cho cậu bé xuất gia. Và cậu bé này vẫn giữ lại cái bộ đồ, cái bộ đồ mà lúc mà mình ăn xin đó, thưa quý vị, giữ lại, máng ở trên một cái nhánh cây, máng chung bỏ trên đó với một cái chén mà cậu cầm đi ăn xin đó. Sau này trong khoảng thời gian vị ấy đã đủ tuổi tu thì khu, thì lúc bấy giờ cũng đồng thời ở trong thời kỳ giáo pháp được hưng thịnh, những lợi lộc phát sanh rất là nhiều, cho nên vị tỳ khu này đã thọ hưởng quá đầy đủ, mặc y rất là tốt, thân thể thì mập lên. Thì lúc bây giờ vị tỳ khu này lại có cái ý nghĩ là bây giờ cần gì phải ở trong tăng đoàn để mà thọ dụng của thí chủ dân cúng. Thôi bây giờ ta quay trở về với đời sống trước đây. Tức là vị thì cô ấy có ý muốn hoàn tục để mà mặc lại cái bộ đồ ăn xin trước đây mà mình đã từng bước vào trong giáo pháp. Tuy nhiên khi mà đi đến cái nơi đó thì tự nhiên tâm tư vị đó thay đổi. Vị đó suy nghĩ lại và có cái sự tự quả trách mình. Thì thưa quý vị, khi mà đã tự quả trách, tự khích lệ chính bản thân mình, thì lúc bây giờ cái tâm hổ thẹn mới sanh khởi và vị ấy lại không có hoàn tục nữa và quay trở về để tiếp tục tu tập. Nó cứ trở đi trở lại như thế cũng vài lần, cũng nhiều lần, và mỗi lần cần phải có cái sự khích lệ, cần phải có cái sự khích lệ do cái tâm bất mãn, chán tu,
Cho nên vị tỳ khưu đó cứ ra cái nơi đó để mà tự tự nhắc nhở lý chính bản thân mình. Thì các vị đồng phạm hạnh thấy cái việc lui tới của vị tỳ khưu như vậy nó cũng lạ lạ, thì mới hỏi thăm. Thì được biết rằng vị ấy trả lời với các vị tỳ khưu là: tôi đi đến gặp cái vị thầy Asale. Asale tức là vị thầy dạy học, vị thầy giáo thọ đó, để mà cần phải có cái sự giáo huấn cho chính bản thân. Thì lúc đó vị đó ám chỉ cái bộ đồ rách và cái bát ăn xin của mình tới đó để tự giáo huấn chính mình, thì xem cái món đồ đó giống như là vị thầy dạy học của mình. Và đến một lúc đó, thì lúc bây giờ một hôm nhờ lấy đó làm cái đề mục quán tưởng, vị ấy đã nhiếp phục được cái tâm bất mãn và tự chế được bản thân mình, cho nên sự nỗ lực tu tập khởi khởi lên. Vài hôm sau vị tỳ khưu đó đã thành tựu được quả vị A La Hán. Cho nên từ đó trở đi, vị đó không có cần phải đi đến cái nơi có bộ đồ và cái bát cũ của mình nữa. Các vị bạn đồng phạm hạnh cũng hỏi và được biết vị tỳ khưu đó trả lời rằng là: bây giờ tôi không có cần phải đi đến để mà tiếp xúc, để gặp vị Thầy Sở Lê để nhờ có cái sự nhắc nhở nữa. Bây giờ tôi đã đoạn giao với vị thầy rồi, nên không cần để mà đến viếng thăm nữa. Chư Tăng nghe cái lời nói đó mới nghĩ rằng vị tỳ khưu này là vọng ngôn, có ý muốn khoe khoang cái sự thành tựu gì đó của chính bản thân mình, cái pháp của bậc thánh, cho nên đã đồn thổi, và điều này đã tới tai bậc đạo sư. Sau đó Đức Thế Tôn ngài cũng xác nhận, là vị tỳ kheo này không phải là đại ngôn, mà vị ấy nói thật. Lúc trước do chưa có nhiếp phục được nội tâm của chính bản thân mình, cho nên cần phải đến gặp. Nhưng mà bây giờ thì vị đó đã hoàn tất cái phận sự của đời sống phạm hạnh rồi, cho nên việc đó nó không cần nữa. Và vị ấy nói đó chính là cái sự thật, chứ không có dối trá. Thế rồi Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên hai kệ ngôn pháp cú là 143 và 144 như chúng ta học ngày hôm nay. Và cuối thời pháp thì cũng có nhiều vị tỳ khưu có được lợi ích, đắc được thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hoàn. Rồi đó là phần duyên sự của bài học hôm nay đó, quý vị. Rồi bây giờ quý vị nghe trở lại chưa? Trong phần duyên sự này, cái câu chuyện này cũng cho chúng ta một cái cảnh báo, một cái lời nhắc nhở về cái hành trình tu tập của chính bản thân mình, thưa quý vị. Như chúng ta đã biết, Đức Phật ngài từng tuyên bố là có những cái điều rất là khó thành tựu ở trong cuộc đời này. Chẳng hạn như khó được sanh làm người khó sanh làm người nam khó được gặp Phật pháp, khó được gặp Đức Phật, khó được gặp giáo pháp, và kể cả cái việc xuất gia đó, cái việc xuất gia cũng là một chuyện khó. Cái việc được xuất gia cũng là một chuyện khó. Không chỉ như vậy không thôi đâu. Đó là tại sao lại như vậy, thưa quý vị? Ở trong những cái điều đó chúng ta thấy được xuất gia trong giáo pháp này nó cũng là một cái chuyện khó. Bởi vì tại sao lại như vậy? Thường thì mình hay thắc mắc rằng là: ô, vấn đề này nó đâu có gì đâu, đơn giản thôi mà. Bây giờ chỉ cần coi như là muốn thì đi đến gặp Chư Tăng, gặp các vị thầy hòa thượng, rồi xin phép, rồi xong rồi dẹp hết công chuyện qua hàng bên, rồi xong rồi bắt đầu là thọ giới xuất gia vậy thôi.
cái chuyện mà mình nói ở trên cái lời nói đó, quý vị, nó đơn giản lắm. Tuy nhiên sở dĩ mà nó được thành tựu á là cũng là do hội đủ duyên. Và khi hội đủ duyên lành á thì chúng ta có được cái pháp đó thì chúng ta cho nó là dễ. Nhưng mà không, thưa quý vị. Tại sao? Tại sao nó vẫn được xem là đó là một chuyện rất là khó? Bởi vì như thế này nè. Thứ nhất, cái chuyện mà mình đã được sanh vào cõi người á, đó là cũng là một chuyện rất là nan giải rồi. Rồi ta sanh vào cõi người á, mà mình được sanh vào trong cái thời kỳ mà có sự xuất hiện của bậc chánh đẳng chánh giác, đó là cái chuyện thứ hai rồi. Bởi vì tại sao? Đâu phải vị thật Phật chánh đẳng chánh giác là có nhiều đó, đúng không? Phàm phu thì nhiều chứ thì rất ít, lâu lâu mới có một vị thôi. Nói chuyện khó thứ hai thì chưa hết đâu. Rồi được gặp giáo pháp rồi, được gặp giáo pháp rồi không có bị cản trở, không có bị cản trở trong việc xuất gia nữa, đó là một vấn đề, đó là một bước khác nữa. Chẳng hạn như có những người á, theo như sư biết á, là người ta có ý muốn xuất gia lắm, nhưng mà người ta bị trở ngại về ngoại lực, tức là những người trong gia đình nó ngăn cản dữ lắm, nhất là trong thời Đức Phật hồi xưa, quý vị thấy không? Nguyên gia đình mình có đúng một đứa con trai rồi, nãy giờ đòi đi xuất gia, vậy bây giờ cái chuyện hương quả mình phải giải quyết như thế nào vậy? Đó cũng là một vấn đề mà chúng ta thấy, cái sự ngăn cản từ nơi cha hoặc là mẹ. Rồi chưa kể đâu, nếu như mà còn thanh niên không thôi thì đỡ, thanh niên một thân một mình á thì đơn giản. Nếu như lỡ ở đời mà có dây hoặc là vướng vào một cái cô nào đó, rồi có gia đình, có con, có cái, quý vị nghĩ thử coi, nó lại lòi ra thêm những cái trở lực khác. Đâu có dễ lên chùa, lên chùa rồi vài hôm cô kia cổ lên cổ kiếp, cổ làm phiền. Rồi cứ như vậy đó, rồi nhiều chuyện khác nữa, thưa quý vị. Đó chỉ nói một số những cái vấn đề tiêu biểu thôi. Rồi đó là về ngoài nó cản trở. Ở vấn đề thứ hai nữa nè, vấn đề thứ hai nữa, là do bên trong. Cái tâm của mình đó, có những trường hợp không bị trở ngại ở bên ngoài, nhưng mà cái nội tâm của vị đó không có muốn tu, không muốn xuất gia. Đâu phải dễ đâu, đúng quý vị, đâu phải dễ. Để khởi lên cái ý là thôi bây giờ thấy đời sống nó đúng là nó không có đáng níu kéo, nó khổ chẳng hạn đi, để suy nghĩ như vậy á, rồi một thôi ta từ bỏ đi xuất gia. Khởi lên cái ý niệm đó không có được bao nhiêu người. Luôn luôn mình còn cái chủng tử của dục ái, chưa kể nha, chưa kể nhiều khi mà mình chưa có gì hết trong cuộc đời, mà nhiều khi mà mình còn níu kéo, còn bươn chải, còn cố gắng để mà kiếm cho nó có. Rồi khi có rồi á, có nhiều tài sản, có địa vị rồi á, dám từ bỏ để đi xuất gia, cái chuyện đó mình có dám hay không? Đó, tâm huyết cả đời của mình mà. Bây giờ kêu tôi tự nhiên tôi bỏ hết rồi, giờ đi tu không còn gì hết thì nó cũng giống như nó hơi nó mất mát cái gì lớn quá. Đó là trở ngại bên trong. Trở ngại bên trong. Nhiều những cái yếu tố như vậy nó cản trở. Nó cản trở. Nó làm cho cái việc xuất gia thành tựu rất là khó. Rất là khó. Chưa hết đâu, có một số những cái trường hợp không bị cản trở từ phía gia đình, không bị cản trở về phía bản thân nội tâm, nhưng mà khi mà đến tu tập á, lại bị cản trở về những cái bối cảnh sống của đời sống tỳ kheo. Nhìn thấy trong bây giờ tu hành thấy khổ cực quá, thấy đi bát để mà sống xin ăn rồi ngày chay mai đó, như vậy không biết mình sống có nổi hay không, thì lúc bây giờ thấy ngán càng quá, ngán càng cũng không có dám, cũng sẽ từ bỏ. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên chính vì thế mà cái nguyên nhân tại sao nói đến chuyện xuất gia, thức gia, đó là một chuyện cũng không dễ đâu. Cái người mà được
tu hành đó, được đến trong giáo pháp này mà được ở yên ở trong giáo pháp này, người đó cũng phải có tạo phước mà xuất gia ba la mật, và không có gây những cái ác nghiệp liên hệ đến cản trở người khác tu hành, thì nó mới được như vậy, nó mới được yên thân, nó mới được dễ dàng, cái việc tu nó mới được hanh thông dễ dàng. Và điển hình ở trong cái trường hợp của phần duyên sự này, chúng ta cũng thấy cho đến một đứa bé không có nơi nương tựa, vị a la hán này lúc mà còn phàm phu, còn nhỏ, còn là một đứa bé không có nơi nương tựa, phải sống lây lất bằng cái sự xin ăn và do người khác bố thí, thế vậy mà đã được tu ở trong giáo pháp rồi, đã được đầy đủ rồi mà vẫn còn bị phiền não nó hoành hành. Trong cái bối cảnh sự việc này á, thưa quý vị, đôi khi á, một số trường hợp chúng ta nghĩ rằng thấy nó có cái gì đó nó hơi vô lý, chẳng hạn như thay vì mình sống trong tăng đoàn, có chỗ cư ngụ, có tình thương, có này có kia, nhưng mà tại sao lý do gì mà vẫn khiến cho vị đó lại có khởi cái ý định là muốn quay trở về với cái bộ dạng của một người ăn xin? Cái điều này hình như nó không có hợp lý lắm trên cái diện mà suy xét, nhưng mà không, thưa quý vị, không đâu, bởi vì mình chưa có hiểu được, mình chưa có hiểu được. Sự kể cho quý vị nghe một vài những tình huống để cho mình thấy được cái việc mà nó xảy ra như vậy á, là nó có chứ không phải là không. Quý vị biết không, có một số những anh thiện nam nói chung là cũng có những cái sự lầm lạc và bế tắc ở trong cuộc đời, bế tắc ở trong cuộc đời, và khi đã được các chư tăng ở chùa cũng giúp đỡ cho vào trong chùa ở, ban đầu thì làm cư sĩ, rồi từ từ tạo phước đức phục vụ, rồi sau đó nếu như mà cảm thấy ổn định, có ý muốn thì học kinh kệ, rồi sau đó xuất gia. Thì quý vị biết không, trong cái khoảng thời gian mà sống ở trong chùa thì sống nương tựa nơi cái phước của chư tăng, về ăn uống ngủ nghỉ vân vân các thứ đều ok hết, thậm chí lúc mà đôi lúc những khó khăn về bệnh hoạn hay gì đó thì chư tăng trong chùa có khả năng như thế nào thì chia sẻ bấy nhiêu, thế mà vẫn ở không nổi, quý vị, thế mà vẫn ở không nổi, vẫn phải coi như là bị phiền não nó thúc cho đi lơ phơ lang thang ở chỗ này chỗ kia, không nơi nương tựa, vẫn ở không nổi. Cái trường hợp này nó có luôn đó. Và điều này nó rất là khớp với cái câu chuyện ở trong phần duyên sự chúng ta thấy, nó là như vậy. Và cái lý do tại sao lại như thế, quý vị có biết một điều, nên nhớ một điều như thế này: dục ái không bao giờ nó có điểm dừng. Một khi nó đã đạt được cái sự đầy đủ về ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân, nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở đó đâu, mà nó vẫn còn len lén suy nghĩ hoặc là mong muốn những cái khác xa vời hơn thứ đó nữa. Bằng chứng á, cái tâm lý khi mà nói chuyện với các anh á, thì sư cũng có hỏi thăm, sư hỏi thăm và biết được rằng là chỉ vì một cái nguyên nhân thôi, chỉ vì một cái nguyên nhân mà sống ở trong chùa nó không có dễ, chưa có tu đó nha, chưa có xuất gia khép vào trong cái khuôn khổ của giới luật đó, chỉ vì một nguyên nhân đó chính là nó bị trói buộc về sự đi lại nhiều quá, nó bị bó đò quá. Ở chùa thì nó không có được thoải mái, đi thích tung bay này chỗ kia thoải mái, thoải mái, suốt ngày cứ vòng vo cũng chùa, rồi không đi qua chỗ khác thì cũng chùa nữa, cứ suốt ngày chùa với chiền hoài, cho nên mới ảnh chán. Đây chính là cái nguyên nhân, cái nguyên nhân lý do tại sao đầy đủ no ấm, phát sanh lợi lộc, hưởng phước của chư tăng, nhưng mà vẫn khó sống, vẫn khó sống, đó là như vậy. Vì thế mà ở trong cái cuộc tu của mình đó,
Khi mình đạt được cái phẩm màu xuất gia rồi, đó là một cái chuyện khó rồi. Đạt được phẩm màu xuất gia rồi, sau đó giữ được cái phẩm màu xuất gia lâu được bao nhiêu, hoặc là thậm chí cho đến cuối đời, đó cũng là một cái chuyện khó thứ hai. Hồi xưa nhớ hoài, nhiều khi Đệ Đức Pháp Từ cũng có nói một câu, hồi đó ông có kể về một cái câu chuyện, không biết câu chuyện đó là có thật hay là câu chuyện vui, nhưng mà nó cũng có ý nghĩa. Câu chuyện nó cũng hay chứ. Tức là có một vị sư, khi mà ở tuổi đã lớn thì lúc bây giờ vị đó bệnh, và trước khi qua đời thì vị đó mới bật cười. Thì các vị đệ tử mới đến hỏi là: ủa sư phụ ơi, tại sao sư phụ cười? Sư phụ cười cái chuyện gì? Không biết là sư phụ có thành tựu, có chứng đắc được cái gì hay không, hay là có đạt được cái kết quả gì mỹ mãn hay không mà sư phụ cười. Lúc bây giờ đó quý vị, vì đó chỉ nói một câu rất là đơn giản thôi: ta không có chứng đắc gì hết, nhưng mà ta cười vì ta đến với phẩm mạo xuất gia, và ta ra đi cũng vẫn trong cái phẩm mạo xuất gia. Như vậy đã là một cái điều ta mãn nguyện lắm rồi. Tức là vị đó chỉ mãn nguyện về cái việc mà vị đó có thể kham nhẫn gìn giữ được cái phẩm mạo xuất gia của mình cho đến cuối đời. Chỉ có như vậy thôi là đã ok rồi, chứ chưa cần nói đến những cái pháp cao siêu khác. Thì đây cũng là một câu chuyện mà chúng ta thấy, thật ra mình nói, đôi lúc mình nói sâu vào trong cái khía cạnh tu hành đó, thì quả thực không phải là không có, nhưng mà hình như cái đó nó là một cái gì đó nó hơi sâu sắc. Còn trên cái cuộc sống rất là đơn giản của mình thôi, có những thứ mà nó rất đơn giản, nhưng mà chúng ta không phải mình dễ làm được. Không phải mình dễ làm đâu. Chính vì thế mà sư hay có một cái bảo bối đó, thì hay có một cái bảo bối để mà chuyên trị những người nào mà có cái ý, có cái ý mà muốn coi như là nhìn ngó soi mói cái đời sống của chư tăng, xong rồi nói là mấy sư giờ sống ngon lành quá chẳng hạn, như thế này như thế kia, rồi moi móc này nọ. Những ai đó mà gặp những vị đó thì mắc cỡ né mặt chứ sư, mà gặp những cái trường hợp đó thì chỉ nói lại một câu: nếu mà sướng quá thì sao anh không vô tu đi, nếu mà sướng quá thì thôi bỏ vợ nhà, khổ mệt quá mà lấy làm gì, dẹp đi vô trong đây ở với mấy sư cho nó sướng, khỏi cần phải bận tâm đến việc coi như là cơm áo gạo tiền, rồi có người coi như là lo từ A tới Z, có mấy cô nấu cơm cho hàng ngày, vân vân, khỏi cần phải bận tâm. Thưa quý vị, đâu có dám đâu. Nghe câu đó xong là chỉ có âm thầm im lặng và bỏ đi. Bởi vì cái câu đó thật ra nó đâu có gì đâu là sai. Câu đó sư thấy sư nói như vậy không có gì là sai hết. Nếu mà mình cảm thấy dễ quá, dễ dàng quá, thì thử vô đi, rồi sẽ biết. Cho nên vì vậy á, mà trong cái cuộc tu của chúng ta, kể cả đối với, không riêng gì với chư tăng, đối với những người cư sĩ thôi, mình tuy mình sống ở đời, nhưng mà mình giữ được cái lòng tin, giữ được cái tam quy, giữ được những cái giới hạnh và những cái truyền thống thiện sự làm phước cơ bản theo thường kỳ. Thậm chí cái chuyện mà quý vị có thói quen nghe pháp mỗi ngày online thường xuyên đều đều như vậy, thật ra không phải là chuyện dễ làm đâu, không phải là chuyện dễ làm đâu. Nói như vậy không phải là tân bốc. Vì sao vậy? Bởi vì á, chúng ta nên nhớ là phiền não nó không bao giờ nó để muốn để yên cho mình làm việc thiện. Phiền não không bao giờ nó muốn để yên, nó không bao giờ để yên cho chúng ta dễ dàng làm những chuyện thiện đâu. Nhất là những thiện sự gì
mà có liên quan đến những cái ân đức của Phật Pháp Tăng và hướng đến sự giải thoát. Mình làm thiện á, sơ sơ thì nó chỉ cản sơ sơ thôi. Mình tiến tu thêm nữa, à, cái sức mạnh của thiện pháp của mình nó càng cao thì cái trở ngại nó sẽ càng lớn. Thậm chí đến việc mà mình đã cận kề đến cái ngưỡng cửa của sự giải thoát, quý vị, thì lúc đó những cái trở lực nó lại càng khủng khiếp hơn nữa. Nó càng khủng khiếp hơn nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy hồi xưa khi mà Đức Phật ngài vừa mới thành đạo, vì vậy mà Ma Vương thật ra vị này là một vị chư thiên, đúng không vị chư thiên, thỉnh thôi ngài hãy mau nhập niết bàn sớm sớm, đừng có ở lại nữa, bởi vì chỉ vì một cái nguyên nhân thôi, thưa quý vị, đó là vị ấy có cái tâm đố kỵ, vì đó có cái tâm đố kỵ, do bởi sự tu tập, cái sự tu tập của hàng đệ tử mà nhiều người được giải thoát, có được những cái ân đức to lớn, cho nên hơn vị đó. Chính vì vậy mà vị đó có cái tâm không có muốn cái người khác hơn mình, cho nên thỉnh Đức Thế Tôn ngài hãy hoan hỷ, ngài nhập niết bàn mau mau lẹ lẹ giùm con cái đó. Đó là như thế đó, thưa quý vị. Vì vậy mà đối với một người tu, chúng ta cần phải có nhiều những cái bí kíp, nhiều những cái cách thức để chúng ta tự khích lệ chính bản thân mình, tự khích lệ chính bản thân mình để cho mình không có đi quá xa đối với những ác nghiệp. Vì tại sao mình nên nhớ rằng á, ở trong vòng sanh tử luân hồi này á, thật ra ác nghiệp nó chỉ đạp mình xuống thôi. Ác nghiệp nó chỉ đạp mình xuống, bởi vì bản chất của ác nghiệp là cho quả khổ đau mà, nó chỉ đạp mình xuống thôi. Chỉ có thiện nghiệp nó mới nâng mình lên thôi. Và những cái giây phút mà chúng ta làm thiện được lúc nào á, là lúc đó chúng ta đã tạo cho mình một cái phao ở trong biển sanh tử này. Lúc nào mà mình lỡ mà có sa cơ lỡ bẩn, đúng không? Mình quạt tới quạt lui mệt quá, hết muốn thở nổi rồi, thì lúc đó có được cái phao bám nó càng ổn bấy nhiêu, nó càng ổn bấy nhiêu. Bằng không là chúng ta sẽ chịu không có thấu, chịu nổi đó. Kể cả đối với việc mình tu hành cũng vậy nữa, trong cái quá trình mà rèn luyện tâm để mà có được những cái phẩm chất chẳng hạn như tính tấn niệm định tuệ vân vân, nếu như mà mình không có ý thức á, mình không có ý thức, không có cái cách để mà mình tự nhắc nhở chính mình để quay trở lại với đạo lộ tu tập á, thì chúng ta sẽ bất cứ lúc nào cũng rất là dễ dàng bị đánh bạc ra khỏi cái con đường tu tập. Quý vị có biết tại sao mình phải mất thời gian lâu không? Có trường hợp những người ta tu như là thời gian tốn không có lâu, đó là vì người ta tu miên mật, người ta tu miên mật nên cái thời gian người ta tu nhanh. Còn mình tu được 2-3 phút thì mình phóng dật 24 tiếng chẳng hạn, là đó, so với cái số lượng mà mình cộng lại tu hành á với lại mình ăn chơi rồi mình dễ vui á, thì nó là một con số chênh lệch quá lớn. Mà khổ nổi một điều á, những cái ác nghiệp, những cái phiền não mà mình nuôi dưỡng nó càng nhiều bao nhiêu thì cái sự tu tập của mình sau này á, để mà từ bỏ nó sẽ càng khó bấy nhiêu. Hay nói cách khác là nếu như mà mình không có nhất hướng á, thì những lúc mà mình giải đãi, mình dễ vui, đó chính là mình tự làm khó chính mình sau này. Thật ra mình không có ý thức được chuyện đó đâu, thưa quý vị. Đôi khi chúng ta cứ tưởng là một cái giấc mơ rất là đẹp, rất là trơn tru, là được sanh về cõi người. Trong kinh tôi đọc tôi thấy nha, sanh về cõi người nè, sanh về cõi chư thiên nè, xong rồi từ đó viên tịch niết bàn luôn, ngon lành quá. Cái đó là trường hợp của những vị mà người ta tu hành miên mật, thưa quý vị.
tu hành nhiều, người ta mới có được cái đó. Còn mình không biết mình có được vậy không? Đây mới là cái vấn đề của mình. Hay là mình vô mình tu á, thì nó cà trật cà dụ. Mình muốn xuất gia thì cũng bị người này cản, người kia lôi, người này kéo, người kia réo rồi đó. Hoặc là mình vô tu rồi á, thì nó cũng không có yên thân. Phiền não nó lúc nào nó cũng nghĩ tùm lum tùm la hết, nó không có muốn để yên cho mình trong cái phẩm mạo xuất gia. Rồi kể cả mình hành thiền đó, mình hành thiền á, thì nó cũng không có được êm xuôi nữa. Ngồi coi như là tiếng là phóng dật hết 59 phút rồi, còn có 1 phút nó ở trên hơi thở ra vào thôi đó. Chính vì tại sao lại có trường hợp như vậy, tại sao có những cái trường hợp mà những vị hành giả hành rất là dễ dàng và chứng đắc dễ dàng, đó chính là người ta tu nhiều, chỉ khác vậy thôi. Tại sao á, mà mình như là tu hành rất là trầy trụa mà chứng đắc rất là khó khăn, đó là mình tu không có miên mặt, mình tu lốm đốt. Cái thời lượng á, mà mình tạo phước à, mình tu tập á, nó chỉ là một hạt cát thôi. Còn cái số mà mình dễ vui, mình phóng dật, mình ăn chơi, nhảy múa, số đó nó bự như là ngọn núi vậy. Cho nên vì mà để muốn đạp đổ ngọn núi thì cái bàn chân của mình đó, nó phải bự và đủ lực, cỡ y như ngọn núi, thì nó mới có thể đạp được cái ngọn núi đó. Điều đó như thế nào thì hành trình tu tập để làm tăng trưởng về niềm tin, về giới định tuệ cũng vậy, cũng vậy. Đó là như vậy. À, mỗi người á, trong sanh tử này đều có một điều gì đó mà chính bản thân mình rất là tâm đắc. Có những người á, người ta dùng một cái hình ảnh nào đó mà người ta cảm thấy ấn tượng trong cái đời sống của họ, để họ tự nhắc nhở lấy chính bản thân mình. Họ suy nghĩ đến cái chuyện đó. Mỗi lúc mà họ bất mãn, mỗi lúc mà họ suy yếu về tinh thần, về thể lực chẳng hạn, mà cứ họ suy nghĩ đến đến điều đó thôi, thì tự nhiên họ phấn chấn trở lại. Họ phấn chấn trở lại, suy nghĩ rằng là mỗi bản thân mình nên tìm cho mình một cái lá bài chủ ắt. Thật sự là như vậy thưa quý vị. Cái điều này nó rất là cần thiết nha. Nếu như mà mình theo như ở trong phong thủy á, nói này nói đi hơi xa một chút để làm ví dụ thôi chứ sư không có ý đó. Theo như ở trong phong thủy, thư nghe người ta nói là cái vật hộ mệnh, cái vật hộ mệnh. Đối với đời sống tu hành của mình cũng vậy. Chúng ta nên chọn một cái vật hộ mệnh cho chính bản thân mình. Tức là mỗi người nó đều có vật hộ mệnh khác nhau thưa quý vị. Có những người ta chỉ nghe một cái câu nói của một ai đó thôi, và cứ hễ người ta suy sụp, người ta nghĩ đến câu nói đó thôi là người ta phấn chấn trở lại. Nó ngồi đó. Có những người phải dùng cái hình ảnh, có những người phải luôn nhớ lại một cái pháp thoại nào đó, và hễ nghĩ đến cái điều đó là mình cảm thấy rất là thấm thiết, rất là tràn trề cái tự tin để mà tiếp tục tu tập đó. Cho nên mỗi người chúng ta đều phải tự chọn cho mình một cái tính vật hộ mệnh. Sư cũng có tính vật hộ mệnh chứ, đâu phải là không có đâu. Nhưng mà cái điều này không có nói ra, cái điều này là bí mật. Bởi vì tính vật hộ mệnh này nói ra thì thiên cơ bất khả lộ. Mỗi lúc nào đó mà mình suy sụp, những lúc nào đó mà mình đi quá xa, mình quá dễ vui, thì lúc bây giờ sư mới lôi cái thứ đó ra để mà tự nhủ, để mà quay trở lại với cái đạo lộ tu tập, đạo lộ tu tập. Rồi đó là như vậy đó. Thôi sư nghĩ cái câu pháp cú kinh này cũng không có cần phải nói gì nữa đâu, bởi vì những gì mà sư trình bày hồi nãy thiết nghĩ nó cũng mang cái ý nghĩa của kệ ngôn pháp cú đó rồi. Tức là đối với một cái người tu tập đối với một người tu tập có cái ý thức thì luôn luôn cảnh tỉnh mình. Nó cũng giống như ngựa mà khi mà đã được nhắc nhở thấy roi, lúc bây giờ là không có u lì nữa, là phải lo chạy. Cho nên một người tu tập cần phải làm tăng trưởng những cái phẩm chất của tâm, và nhất là làm cho thành tựu đầy đủ được cả hai pháp, đó là minh và hạnh, thì sẽ có cơ hội sẽ có thể chấm dứt được cái khổ đau không có ít đâu. Cái khổ đau không ít đâu. Quý vị có biết rằng cái sự khác biệt của phàm phu với một vị dưỡng lưu mà Đức Phật ngài so sánh
phàm phu á, thì cái khổ nó bự y như là núi tu di. Còn nếu mà đã lọt vào trong được vòng thánh tiên rồi thì nó chỉ còn lại 7 viên đá mà thôi. Cái khổ nó chỉ còn lại là 7 viên đá rồi, nó rất không đáng kể. Rồi, đó là như vậy. Rồi bây giờ thì sư xin chấm dứt ở đây, phần còn lại thì quý vị hãy hồi hướng công đức đi. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ con thấy đại đức pháp tính pháp trước mãi dạ, sư. Chờ con 30 giây bạch sư. Dạ sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức huy niệm đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và riêng bản thân con thấy những lời sư giảng rất hữu ích cho con để con tu tập. Và con cũng có cái bũ bối giống như sư vậy đó sư. Mỗi khi con dễ vui, con có cái bũ bối đó con đem ra. Dạ con tri ân sư rất là nhiều. Dạ cảm ơn rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bây giờ thì rơm chúng con dạ để đầy đủ phước báo, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi phúc chúc cho đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ sư có trước máy không ạ? Sư cho con xin một tín hiệu, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ đại đức pháp tính dạ con kính dâng bích đến sư. Phước báo hoàn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng cho được thành trụ mỹ mãn, cho được thành trụ mỹ mãn, cho được thành trụ mỹ mãn. Sa thu lành thai akasatha cha pumatha devanaga mahitika bun nhang no anumodan tikirang dakhan tu sa sanang akasatha cha pumatha devanaga mahitika bun nhang no anumodan tikirang dakhan tu no garu akasatha cha pumatha devanaga mahitika bun nhang no anumodan tikirang dakhan tu nya tayo akasatha cha pumatha devanaga mahitika bun nhang no anumodan tikirang dakhan tu ba ni no akasatha cha pumatha devanaga mahitika bun nhang no anumodan tikirang dakhan tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không mà địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chuẩn con, hộ trì Phật giáo tăng bời, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đau màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama. Trong đủ năm chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm khắp quốc kinh chuyên đề, nhất là xung quanh chùa Bủ Đức, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm pháp cú kinh chuyên đề, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng huynh nhân ni banas sabat cha yo hô tu. Y đăng huynh nhân ni banas sabat cha yo hô tu. Y đăng huynh nhân ni banas sabat cha yo hô tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con
học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng kính pháp, hỗ trợ đạo tràng kệ kinh và nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rơm Pháp Cú Kinh chuyên đề thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào Rơm theo giờ thường lệ là 17:30 giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rơm Pháp Cú Kinh chuyên đề được hoàn mãn tốt đẹp. Tha giá con kính chúc quý ngài. Nhật Bình kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn anh chị Phan Văn Liêm rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì con xin phép được khép cửa Rơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt đạo tràng.